Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Muôn đời bất tử. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại mới dở một trò bưng bít sự thật, đó là cho thu hồi cuốn Gạt ma vòng tròn bất tử, như trước đây họ đã làm khi thu hồi cuốn sách Một cơn gió bụi của học giả Trần Trọng Kim, với lý do là còn nhiều sơ sót hay có những chi tiết không đúng sự thật cần phải chỉnh sửa, vân vân. Cuốn sách Gạt ma vòng tròn bất tử ghi lại cuộc thảm sát ngày 14 tháng 3 năm 1988. Theo tài liệu, trước mũi súng của quân tàu Cộng thì những người lính hải quân Việt Nam trên Gạt ma đã hiên ngang đứng thành vòng tròn, bảo vệ quốc kỳ, dấu mốc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Đó là một hình ảnh bi hùng tráng của những chiến sĩ hải quân đã hy sinh ở Trường Sa. Điều đáng nói là 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh ở Trường Sa, nhưng không hề được một trang báo chính thống lớn nào của nhà nước đưa tin. Rồi cho tới bây giờ, mỗi năm gọi là tưởng niệm, báo chí cũng chỉ đăng sơ sài. Và tệ hơn hết là tại các buổi lễ tưởng niệm của người dân yêu nước đứng ra tổ chức hay tham gia, thì bị nhà nước quậy phá sách nhiễu bằng cách là cho người chạy tới nơi, ca hát nhảy múa, cho người mang xe ra rồ máy in ỏi, hoặc là bày trò đẽo đá đục tường cho cát tung mù mịt vào đám đông dân chúng đang nghiêm trang dâng hương tưởng niệm. Và còn tệ hơn nữa là họ ra tay đàn áp, bắt bớ, giam cầm những người tham gia. Biết rằng đảo Gạt Ma mất là do sự xâm lăng của Tàu Cộng, thế nhưng mà được sự yểm trợ tối đa của Việt Cộng. Cái gọi là trận chiến Gạt Ma ngày 14 tháng 3, 1988, không hề xảy ra một cuộc đọ súng nào của hai bên, mà chỉ có thảm sát vì Tàu Cộng ra tay bắn giết một cách dã man và binh lính Việt Nam chỉ bó tay chịu chết vì có lệnh là không được nổ súng. Như theo lời kể của các nhân chứng, đó là cựu binh lính Gạt Ma Nguyễn Văn Lanh. Và cũng chính Thiếu tướng Hoàng Kiền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 Công binh Hải quân Việt Nam ngày đó đã phải đau đớn thốt lên rằng ngày 14 tháng 3, 1988 là ngày Trung Cộng đã đưa quân xâm chiếm Trường Sa, chứ ta không hề có một trận chiến nào ở đây. Điều đó cho thấy rõ ràng Việt Cộng sẵn sàng hỗ trợ cho Tàu Cộng để xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, trong khi Hoàng Sa thuộc miền Nam Cộng Hòa cũng đã mất vào tay Tàu Cộng. Nhưng khác một điều là ngoài tinh thần chiến đấu hào hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền miền Nam đã lên tiếng rất nhanh chóng, yêu cầu quốc tế đòi Trung Cộng phải hoàn trả tức khắc những tù binh mà Trung Cộng đã bắt đi. Đồng thời, cả chính phủ lẫn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức truy điệu và tuyên dương các chiến sĩ hải quân anh dũng chống quân Tàu xâm lược. Hễ sự thật nào phơi bày những điều gì mà gian dối, xảo trá là đồng chạm tới Tàu Cộng là Việt Cộng cấm. Người ta không quên đã cấm chiếu cuốn phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát của ông Andre Menras, có tên Việt là Hồ Cương Khuyết. Ông đã tham gia nhiều cuộc biểu tình cùng với dân Việt chống Tàu Cộng xâm lấn Biển Đông. Ông đã bỏ nhiều năm đi tìm kiếm, thăm viếng ngư dân ở đảo Lý Sơn và đã thực hiện cuốn phim này. Cuốn phim nói về những nỗi đau khốn cùng của ngư dân Việt Nam chỉ có biết cái nghề đánh cá ở biển. Nói về những ngôi mộ gió của những bà vợ quá không biết thân xác của chồng trôi dạt về đâu. Ông đã đem cuốn phim đi du hành qua Âu Châu để quyên tiền, rồi trở về Lý Sơn giúp đỡ cho những ngư dân bị Trung Cộng hãm hại. Điều phi lý là nhà cầm quyền cấm chiếu cuốn phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát tại Việt Nam, mà còn chỉ thị cho đám Việt gian tại Paris phá phách, quậy phá và không cho chiếu cuốn phim này. Sau 30 năm, vì sợ dân chúng nổi loạn vì những sự thật của Trường Sa là cấm nổ súng, nên thay đổi là cấm nổ súng trước và thu hồi cuốn sách Gạt ma vòng tròn bất tử. Đây chỉ là cách chơi chữ mị dân dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, nhà tranh đấu Alexander đã nói, nếu một người dùng bạo lực làm phương pháp hành động thì chắc chắn dùng phương pháp nói dối làm nguyên tắc. Và ông nhấn mạnh, những điều gì họ nói là thêm vào sự thật có nghĩa là bớt đi sự thật. Nhưng dầu có bôi xóa, chối bỏ cách mấy, thì sự thật cuộc chiến bi hùng tráng của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở tại Hoàng Sa và cũng như là 64 chiến sĩ hải quân của Việt Nam Dân Chủ đã hy sinh ở Trường Sa vẫn đời đời bất tử. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.